Đứng và chúng ta sẽ tiếp tục được nghe trong lời Chúa trong thư tín thứ nhất của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Côrintô. Tuần trước chúng ta đã học ba câu đầu ở trong thư Côrintô thứ nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai ở trong phần được Chúa gọi. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa từ câu 1 tới câu 9. Phaolô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng Sosthen anh em chúng ta gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Xin mời hội thánh cùng ngồi. Chúng ta vui mừng khi lời Chúa tuyên đọc cho chúng ta và lòng chúng ta nối kết với lẽ thật mà Chúa dành cho chúng ta. Nhất là phần Kinh Thánh mà chúng ta bắt đầu trong tuần rồi, nói về một cái cuộc hành trình mà chúng ta sẽ bắt đầu đi chung với nhau trong sách Côrintô nhất. Là chỗ mà chúng ta biết được là sẽ dẫn chúng ta đến những chỗ cao điểm rất là nhiệm màu trong ơn của Chúa, đồng thời sẽ dẫn chúng ta vào những chỗ thách thức đòi hỏi sự đối diện của chúng ta với thực tế của trong đời sống của mình, thực chất của đức tin, thực chất của sự vâng phục trước mặt Chúa, và được khuấy động bởi ân điển Chúa trong sự kêu gọi của Chúa để chúng ta sống trong những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đã nói rằng sự học lời của Chúa là chỗ mà chúng ta có thể đến gần nhất và nghe một cách trực tiếp nhất tiếng nói của Đức Thánh Linh của Chúa phán với chúng ta. Chúa phán với chúng ta qua lời của Ngài, Chúa phán với chúng ta qua lời của Chúa trong lời Thánh Kinh, khi Đức Thánh Linh dùng lời đó đem vào trong đời sống chúng ta trong sự áp dụng. Và chúng ta biết rằng chỉ trong thời đời sống của chúng ta chỉ có một cách để mà chúng ta làm đẹp lòng Chúa, là làm sáng danh Chúa, đó là chúng ta trở thành giống Chúa Giêsu. Và khi chúng ta trở thành giống Chúa Giêsu thì chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không thể biết được Chúa Giêsu nếu chúng ta không biết Chúa qua lời của Chúa. Cho nên đến với lời của Chúa là đến với Chúa Giêsu, đến với ngôi lời đã được bày tỏ ra trong chính lời đã được viết ra. Và khi lời được viết ra, được giảng giải và được soi sáng bởi Đức Thánh Linh Chúa thì chúng ta đứng trong sự sống động của sự liên hệ mà Chúa dành cho chúng ta với Chúa Giêsu để trở thành giống Chúa. Và trở nên đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống đúng theo mục đích mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta có nhiều điều để mà trông đợi khi chúng ta đến với lời sách Côrintô nhất. Tại vì ở đây là một sách rất là sâu nhiệm ở trong phần thực tế của đời sống, đối diện với những cái vấn đề mà trong hội thánh đối diện thường xuyên, trong đời sống hàng ngày của chúng ta đối diện thường xuyên. Nhưng mà nó cũng là một sách gây dựng trên cái nền tảng của đạo lý của Chúa một cách hết sức là sâu nhiệm, cho nên chúng ta đứng trong lẽ đạo của đức tin, sống động trong phần áp dụng, và nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta nếu chúng ta lắng nghe và làm theo. Thành thử khi chúng ta đến với ba câu đầu của phần Kinh Thánh này mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta đọc tới câu số 9, nhưng mà chúng ta sẽ học phần 1 tới số 3 hôm nay, tiếp tục tới cho phần số 2. Thì chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô đang trong cái lời chào thăm, ông cũng có ý là đưa ra những cái tiêu điểm, tiêu đề, những cái vấn đề mà ông sẽ đụng tới ở trong toàn sách, trong thơ mà ông sẽ gửi cho người, trong thơ mà ông gửi cho người tín hữu tại Côrintô. Và chúng ta nêu xuống ba điều ở trong tờ outline của chúng ta, trong tờ giảng bài của chúng ta. Đó là chúng ta được Chúa gọi và chúng ta sống đáp ứng với tiếng Chúa gọi bằng cách hiểu biết, là chúng ta được gọi bởi ý Chúa, chúng ta được gọi vào nên thánh, chúng ta được gọi đạo phục chủ quyền của Đấng Christ.
xin chúng ta đến với Chúa để mở tâm lòng chúng ta sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán dạy, sẵn sàng làm theo. Lạy Chúa, chúng con muốn thấy Chúa Giêsu, chúng con muốn gặp Chúa Giêsu, chúng con muốn nối kết với sự sống trong Chúa Giêsu được bày tỏ ra trong lời của Chúa, trong lời mặc khải về chính Ngài. Chúng con đến trong sự kêu gọi của tiếng Chúa cho đời sống của chúng con. Xin Chúa dẫn chúng con vào chỗ hiểu biết ý muốn của Chúa, được kinh nghiệm sự nên thánh từ nơi Chúa và sống động đầu phục chủ quyền của Chúa trên đời sống của chúng con, để chúng con làm sáng danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa, làm tôn đại Chúa Giêsu của chúng con và sống đúng theo chương trình và sự sai phái của Ngài trên đời sống chúng con, để hữu hiệu cho nước Chúa và thỏa lòng cho chúng con. Xin Chúa làm công việc Chúa trong khi chúng con lắng nghe, trong khi chúng con thuận phục, trong khi chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Thì ba điểm mà chúng ta sẽ đi vào, chúng ta đã học phần đầu, đó là chúng ta sống đáp ứng tiếng Chúa gọi vì chúng ta hiểu rằng chúng ta được gọi bởi ý Chúa. Chúng ta sẽ ôn lại một tí rồi chúng ta sẽ tới hai phần kia, đó là được gọi vào nền thánh và được gọi đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Sư đồ Phaolô bắt đầu với câu tuyên bố về trong sự chào thăm, nhưng mà cũng nối kết với lại những cái tiêu đề mà ông muốn đặt ra trong lá thư này. Cho nên ông nói Phaolô theo ý Đức Chúa Trời đã được gọi làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, là cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Chúng ta chú ý tới cái chữ đầu tiên mà ông nói là Phaolô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ, cùng sốt then anh em của chúng ta. Và ông bắt đầu nói về sự kêu gọi của Chúa theo ý của Đức Chúa Trời. Và ông nói cái sự kêu gọi đó được sống động trong nơi mà hội thánh Chúa được đặt để là thành phố Côrintô. Chúng ta nhớ lại, nhắc lại là thành phố Côrintô là một thành phố rất là sầm uất, rất là đông đảo, rất là thịnh vượng, nhưng cũng rất là tội lỗi và rất là sa đọa trong đời sống đạo đức. Cái tên của thành phố Côrintô thì nói về một cái sự dâm loạn xảy ra thường xuyên trong đời sống của người dân tại đó. Cho nên hội thánh Chúa tại hội thánh Côrintô đối diện với một cái sự thách thức rất là sâu địa đậm, đó là cái nề nếp của thế giới chung quanh, của cộng đồng chung quanh, nó ăn sâu vào trong hội thánh và nó làm cho hư hoại cái sự hữu hiệu của công việc của Chúa trong hội thánh. Cho nên đó là chỗ mà ông muốn bắt đầu. Chúng ta nhớ là trong công vụ đoạn 18 là khi thánh Côrintô được sứ đồ Phaolô thiết lập, và trong cái sự bắt bớ của người Giu-đa trong thời đó, khi hoàng đế La Mã đuổi họ ra khỏi thành phố La Mã và họ phải đi tới nhiều nơi, và khi họ đến tại thành phố Côrintô thì sứ đồ Phaolô giảng dạy tại đó, và ông cũng gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức. Và chúng ta thấy cái tiến trình hầu việc Chúa tại Côrintô cũng như trong tất cả cái sự hầu việc Chúa của sứ đồ Phaolô luôn luôn gặp khó khăn, luôn luôn gặp sự chống đối, tới nỗi nhiều chỗ ông nản lòng không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà một điểm mà Chúa đặt để một cách rõ ràng đó là Chúa nói với ông rằng đừng có sợ và chớ làm thinh, hãy tiếp tục nói giảng đạo về Chúa Giêsu, và Chúa hứa rằng ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay đến ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành. Chúa nói là cái sự làm việc của sứ đồ Phaolô, sự sa phái của sứ đồ Phaolô nằm trong chương trình lớn của Chúa, đó là Chúa có nhiều người trong thành này. Tại thành phố Côrintô, chỗ rất xa đọa đó, thì Chúa có những người mà Chúa đã chọn ra để đem vào trong sự cứu rỗi, và Chúa sai phái sứ đồ Phaolô và hội thánh Chúa để làm công việc đó. Thì chúng ta được nhắc nhở rằng cái đời sống của sứ đồ Phaolô cũng như đời sống của chúng ta không phải là những ngày
gọi là tùy hứng, tùy cái sự chăm chỉ hay là hên xui của đời sống con người, nhưng là sự sai phái của Chúa, và Chúa có chương trình trong đó. Cái đời sống của chúng ta nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Chúa có những người ở trong thành đó, Chúa có những sự chọn lựa mà Chúa đã thiết lập trong cõi đời đời. Và sứ đồ Phaolô trong chức vụ của ông, trong lời ông giảng, trong chỗ sức mạnh của ông, trong chỗ dấn thân của ông, thì Chúa dùng những điều đó để đem những người mà Chúa đã chọn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta được Chúa đặt để trong hội thánh. Chúa sai phái những công việc và không phải vì chúng ta làm việc cho nên có kết quả, nhưng vì Chúa đã chọn có kết quả. Những cái kết quả đã được thành lập và được kinh nghiệm khi chúng ta sống trong sự sai phái của Chúa. Thành thử ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta phải bắt đầu với sự kêu gọi của Chúa, follow theo ý Đức Chúa Trời được gọi. Và chúng ta cũng hiểu rằng đời sống của mỗi người chúng ta và hội thánh chúng ta đó là theo ý của Đức Chúa Trời được gọi. Chúng ta được gọi vào trong chỗ sống cho Chúa. Phải bắt đầu từ nơi Chúa, tại vì nếu chúng ta bắt đầu từ nơi chúng ta thì bắt đầu nơi công việc của chúng ta. Và khi bắt đầu nơi chúng ta và công việc của chúng ta thì bắt đầu ở trong cái chỗ là chúng ta cũng sẽ thẩm định cái kết quả và những điều sẽ xảy ra, và cái chương trình đời đời hay là kết quả đời đời nó tùy thuộc nơi chúng ta. Và đó là điều mà Kinh Thánh không dạy, và Kinh Thánh nói rõ ràng cái chương trình đời đời của Chúa tùy thuộc nơi Chúa, được thiết lập bởi Chúa và được Chúa hoàn thành trong ý định đời đời của Chúa. Nhưng Chúa làm việc sử dụng qua con cái của Chúa. Chúng ta không thẩm định kết quả cuối cùng, nhưng chúng ta tham dự trong kết quả cuối cùng của Chúa, trong sự khôn ngoan mà Chúa dành cho công việc Chúa. Thì Chúa sử dụng những con người sống động ở trong đức tin. Và những người đó thì biết rằng mình bắt đầu từ nơi Chúa, bắt đầu trong chương trình của Chúa và sống trong sự ban cho dồi dào của Chúa. Thì chúng ta nhắc lại trong phần Kinh Thánh của Roma đoạn số 8 mà chúng ta biết rằng đây là chương trình mà Chúa đã biết trước, đây là chương trình mà Chúa đã định sẵn. Thì Chúa đã định sẵn tất cả với một mục đích là những người được cứu thì trở nên giống như hình bóng của con Ngài, để tức là Chúa Giêsu, để con này được làm con cả giữa nhiều anh em, để Chúa Giêsu được tôn đại trong tất cả những người thuộc về Chúa. Và những kẻ mà Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Chúa sẽ thực hiện công việc từ lúc trong định ý của Chúa tới cái thực chất xảy ra trong đời sống của mỗi người cho đến khi chúng ta được thuộc về sự vinh hiển của Chúa. Và chúng ta nhớ lại câu mà tác giả Giuđa cũng nói, đó là chúng ta là những người được kêu gọi, được Đức Chúa Trời yêu thương, được Đức Chúa Giêsu Christ gìn giữ. Nghĩa là khi chúng ta bắt đầu với Chúa trong sự kêu gọi của Chúa thì đời sống của chúng ta được vững an. Và chúng ta không rớt vào trong cái tiến trình của làm công đức để mà theo Chúa, hay là bắt đầu với lại ân điển trong sự cứu rỗi, nhưng mà làm hoàn thành trong đời sống theo Chúa sự nên thánh, theo công đức của mình. Và sứ đồ Phaolô nói với những người Galati, công việc của họ như vậy là họ giảng một tin lành khác biệt, sống theo một cái sự dạy dỗ khác biệt, sai trật. Và ở đây sứ đồ Phaolô cũng bắt đầu điều đó để nhắc nhở hội thánh Corinto trong chỗ đứng là phải bắt đầu với Chúa, bắt đầu trong chương trình của Chúa, bắt đầu với sự kêu gọi thánh từ nơi Chúa. Và ông nói về đời sống riêng của ông thì ông nói là theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ. Và khi ông nói về sứ đồ, ông nói về cái thẩm quyền Chúa giao phó cho ông để thực hiện công việc của Chúa. Đây là một công việc đặc thù chỉ thuộc về 12 sứ đồ và sứ đồ Phaolô mà thôi, không có lặp lại vì họ là nền tảng của Kinh Thánh. Nhưng mà cái nguyên tắc ở đây thì là Chúa cũng theo ý Đức Chúa Trời gọi chúng ta vào trong chức vụ mà Chúa sai phái mỗi người. Và khi chúng ta đứng trong cái đời sống mà nói rằng tôi có chức vụ từ nơi Chúa, tôi có sự sai phái của Chúa, tôi có sự kêu gọi bởi ý muốn Chúa, thì nó giúp cho chúng ta hiểu biết rằng đây không phải là cái điều mà chúng ta xung phong tự nguyện. Tại vì khi chúng ta xung phong tự nguyện thì chúng ta cũng dễ xung phong để không tự nguyện nữa. Để điều mà chúng ta thấy mất sướng hay là không thích nữa, hay là không có khả năng để làm, hay là không có kết quả như mình mong muốn, mình có thể quyết định bây giờ không tiếp tục. Nhưng nếu nói rằng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời được gọi, được đặt để, được giao phó trách nhiệm, thì chỉ theo ý Đức Chúa Trời sai phái chỗ khác, đem chúng ta vào chỗ làm công việc Chúa nặng hơn, khó hơn,
chịu khổ nhiều hơn thì chúng ta mới có thể nói rằng như vậy thì tôi không làm nữa. Cái sự khó khăn nó sẽ không làm cho chúng ta chùn bước, nhưng nó làm cho chúng ta càng năng nổ càng thêm, biết rằng chúng ta hầu việc Chúa theo ý muốn Chúa, nơi Chúa đặt để. Cho nên nó sẽ thay đổi toàn diện cái nhìn của chúng ta vào trong đời sống trong Chúa, theo Chúa, và cái sự giao phó trách nhiệm mà chúng ta nhận lãnh, không phải từ nơi hội thánh, không phải từ nơi sự xung phong của mình, nhưng từ sự giao phó của Chúa theo ý muốn Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phaolô nói tôi được nhận trách nhiệm này, thì ông sống chết với trách nhiệm đó, và ông đổ cả đời sống của mình như của lễ dâng lên trên bàn hương cho sự vinh hiển của Chúa. Thì chúng ta cũng hiểu biết đời sống của mình có một mục đích của sự sai phái của Chúa như vậy. Sứ đồ Phaolô sống trong mục đích đó và sống trong chức vụ mà ông được giao phó, và ông luôn luôn trả lời với Chúa rằng xin Chúa sai phái, xin Chúa phán kẻ tôi tới ngài đang nghe. Chúng ta khi biết được ý muốn của Chúa và sự sai phái của Chúa, thì chúng ta không nói theo ý của mình là xin Chúa từ từ, xin Chúa để khi nào con rảnh, khi nào con quẩn, khi nào con sẵn sàng, nhưng nói luôn luôn là trong mọi hoàn cảnh khi Chúa phán thì chúng ta nghe và chúng ta đi theo, và chúng ta sống với cái mục đích đời đời ở trong Chúa. Chúng ta cũng nói trong tuần rồi, đó là khi sứ đồ Phaolô nói cái chữ cùng với sốt then anh em chúng ta, thì ông ngay từ bước đầu ông nói về cái quyền năng thay đổi của sự sai phái của Chúa, sự làm việc trong đời sống. Sốt then là trưởng của nhà hội, là người chống nghịch Phaolô, đem ra để hành hung Phaolô, nhưng mà từ nơi chỗ đó Chúa thay đổi và ông được cứu, và bây giờ ông trở thành người phụ giúp trong công việc của Chúa tới với sứ đồ Phaolô. Thì đó là cái hình ảnh của những người theo Chúa, theo ý muốn Đức Chúa Trời, được gọi và sống trong quyền năng thay đổi của Chúa. Rồi chúng ta tới phần số 2, đó là chúng ta được gọi vào sự nên thánh, sống đáp ứng tiếng Chúa gọi, được gọi vào sự nên thánh. Sứ đồ Phaolô nói tôi gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Jerusalem, tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho rồi chúng ta ngừng chỗ đó. Phần kế tiếp chúng ta sẽ nói trong phần số 3. Gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm thánh đồ. Phần số 2 ở đây ông nói về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của hội thánh, nhưng ông nhấn mạnh ở cái chỗ là chúng ta được gọi vào trong sự nên thánh. Và trong khi ông nói chào thăm, thì ở đây như tôi nói là ông đưa ra những cái tiêu đề mà ông sẽ đối diện với hội thánh Corinto trong nguyên cái thư này, và một trong những điều chắc chắn mà ông sẽ đem vào trong đời sống của họ là sự nên thánh. Ông nói là chúng ta phải sống mỗi người trong cái sự kêu gọi của Chúa, và chúng ta là những người được gọi vào sự nên thánh, chúng ta được gọi để làm thánh đồ, chúng ta được gọi là thánh đồ, cho nên chúng ta phải sống trong sự thánh khiết. Phaolô là cái người một người trình bày rất là giỏi, cho nên theo ông theo cái luật của sự trình bày của sự giảng dạy, đó là trước hết thì nói cho những cho thính giả biết, những người nghe mình biết là mình sẽ nói cái gì, rồi sau đó thì nói cái chuyện mà mình muốn nói, rồi sau đó thì ôn lại mình đã nói cái gì. Tiếng Anh thì nó là tell them what you are going to tell them, then tell them and tell them what you told them. Thì ở đây ông cũng bắt đầu với những điều đó, ông nói về những điều ông sẽ nói, rồi trong thư ông sẽ nói về những gì ông muốn nói, sau đó ông sẽ ôn lại những gì ông đã nói. Và điểm mà rất được nhấn mạnh ở đây là những người thuộc về Chúa được gọi vào sự nên thánh. Nhưng cái sự nên thánh đó thì nó nằm ở trong cái nội dung của hay là cái đời sống của hội thánh. Ông nói là gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto. Điểm đầu tiên mà ông muốn nhấn mạnh mà ngay khi ông nói về sự nên thánh, thì ông nói là tôi gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto. Và ông muốn hiểu biết là cái sự nên thánh hay là đời sống theo Chúa nó nằm trên cái căn bản về cái sự hiểu biết đúng về hội thánh của Chúa. Ông nói với tín hữu tại hội thánh Corinto, đây là hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto. Ông muốn cho họ hiểu rằng đây không phải là hội thánh của họ, đây không phải là hội thánh tại Corinto không mà thôi, nhưng là hội thánh của Đức Chúa Trời.
cái chữ hội thánh là cái chữ một nhóm người họp lại cho một mục đích đặc thù. Thì cái mục đích đặc thù của những người nhóm họp tại Corinto đó là họ là những người thuộc về Chúa, những người họp lại vì Chúa, vì họ có sự liên hệ với Chúa, họ ở trong gia đình của Chúa, và họ họp lại để thờ phượng Chúa, để sống cho Chúa, để hầu việc Chúa, để đem vinh hiển cho Chúa. Thì đây cũng không phải là điều xa lạ gì với chúng ta. Chúng ta quen thuộc với lại cái sự hiểu biết này. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh cho chúng ta hiểu thế nào để sống động trong cái chỗ nối kết là hội thánh của Đức Chúa Trời được đặt để tại một nơi cộng đồng địa phương. Hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto thì có hai điều tương phản ở đây, hai điều mà nó kình nhau, nó chống nghịch nhau, và nó luôn luôn có một cái sự khó khăn ở giữa hai bên. Đó là một bên là hội thánh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết đây là điều tốt lành, đây là điều phước hạnh. Ở tại thành Corinto thì chúng ta biết ở đây là nơi khó khăn, đây là nơi dâm loạn, đây là nơi đạo đức xa đồi. Thì khi mà đặt để hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto thì chúng ta thấy là được đặt để vào một cái sự tranh chiến ngay từ trong cái căn bản. Và cái sự khó khăn của hội thánh hay là cái sự thách thức của hội thánh lúc đó cũng như lúc bây giờ, đó là hội thánh được đặt để trong thế giới, và cái vấn đề là hội thánh ảnh hưởng thế giới chung quanh, ảnh hưởng cộng đồng chung quanh mình, hay là cộng đồng chung quanh mình ảnh hưởng trên hội thánh. Cái câu hỏi là hội thánh ở trong thế gian hay là thế gian ở trong hội thánh. Và chúng ta được đặt để trong thế gian, nhưng mà cái vấn đề của hội thánh là thế gian ở trong chúng ta nó mạnh hơn, cho nên cái sự tranh chiến ở trong hội thánh rất là khó khăn nếu chúng ta không hiểu rằng chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời, được đặt để tại thành Corinto, được đặt để tại Anaheim, được đặt để tại những nơi để bày tỏ Chúa và sống cho Chúa. Tại vì cái câu trả lời của chúng ta hay là cái sự hiểu biết của chúng ta về hội thánh được đặt để trong cộng đồng của thế gian như thế nào thì nó ảnh hưởng tới cái cách mà chúng ta sống. Thường thì chúng ta nhận diện hội thánh của chúng ta tùy theo địa điểm, mà hỏi đi hội thánh nào thì nói tôi đi hội thánh Anaheim, có người thì nói đi hội thánh Mục Sĩ Trí. Nó chỉ là cái cách nói để mà dễ dàng để mà mình nhận diện là mình đang đi hội thánh ở đâu. Nhưng mà khi mình nói đi hội thánh Anaheim hay là đi hội thánh của mục sư này mục sư kia thì nó không có nói gì nhiều về cái cách mình sống ở trong hội thánh đó, và không có nói về cái đòi hỏi ở trong hội thánh đó. Nhưng mà khi chúng ta theo như lời sứ đồ Phaolô nói là tôi là hội thánh của Đức Chúa Trời tại Anaheim, tôi thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời tại Corinto, thì nó hoàn toàn khác. Trước hết là tôi thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi tôi nói tôi thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời thì tôi nói là tôi là những người được họp lại vì Chúa, vì sự liên hệ ở trong Chúa. Tôi được cứu bởi dòng huyết của con Chúa. Tôi đã được biệt riêng ra cho mục đích đời đời của Chúa và tôi sống cho mục đích đó. Tôi thuộc về trong gia đình của Chúa và tôi sống trong hội thánh như là sống trong gia đình của Chúa. Sống trong thân thể của Chúa, tôi có cái trách nhiệm, tôi có sự nối kết, tôi có sự sai phái. Nghĩa là đây không phải là cái chỗ mà tôi chỉ sáng chủ nhật đi đến một vài tiếng đồng hồ, học hỏi một vài điều ích lợi cho đời sống tôi về áp dụng rồi. Nếu mà có chỗ nào làm được công việc gì mà nó thuận lợi theo thời khóa biểu của tôi, theo điều tôi thích thì tôi làm một số. Không, ở đây khi mà nói là tôi thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời thì nó thay đổi cả cái nhìn của chúng ta và cái sự liên hệ của chúng ta ở trong hội thánh. Như tôi nói, khi mình nói là tôi ở hội thánh Anaheim thì nó chỉ biết là tôi đi cái hội thánh tại địa điểm Anaheim. Nhưng khi tôi nói là tôi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì tôi nói về sự sai phái của Đức Chúa Trời, tôi nói về sự kêu gọi của Chúa, tôi nói về chức vụ Chúa giao phó, tôi nói về công việc Chúa đặt để trong cái hội thánh, trong cái cộng đồng mà Chúa đang sử dụng tôi cũng như các anh em tôi cho công việc công việc của Chúa. Và khi chúng ta đứng trong cái cộng đồng của dân Chúa là dân thuộc về Chúa, là những người được cứu bởi sự đổ huyết của con Chúa là Chúa Giêsu, thì cái thái độ của chúng ta đối với hội thánh Chúa nó sẽ hoàn toàn thay đổi, nó sẽ đặt để trên một cái căn bản rõ ràng. Đó là tôi nhìn vào hội thánh không phải là hội thánh mà nơi tôi chỉ tham dự nhóm họp, nhưng tôi đứng vào cái chỗ mà Chúa đặt để tôi trong một cộng đồng của dân Chúa với trách nhiệm của những người ở trong hội thánh Chúa,
trách nhiệm của những người trong gia đình của Chúa, trong thân thể của Chúa. Và tôi lo tưởng đến Hội Thánh Chúa vì nó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi lo tưởng đến Hội Thánh Chúa bởi vì tôi được giao phó trách nhiệm từ nơi chính Chúa. Nếu mà tôi chỉ đi Hội Thánh vì những điều tôi ưa thích, hay là tôi thấy ích lợi cho gia đình, cho con cái của tôi, thì lúc tôi không còn ưa thích nữa, hay là tôi không thấy còn ích lợi nữa, thì tôi quyết định theo chuyện của tôi. Nhưng mà ở đây thì không phải là cái Hội Thánh của tôi, không phải Hội Thánh mà tôi đi, không phải Hội Thánh tôi tham dự, nhưng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đặt để cho công việc của Chúa, và tôi được đặt để trong Hội Thánh vì sự sai phái của Chúa, kêu gọi của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa. Đồng thời tôi yêu Hội Thánh với một cái thái độ khác hơn, không phải là chỉ trong cái tình người, nơi nào mà tôi thấy thoải mái, dễ chịu, có người quen, có người thân, có chỗ để mà tham dự một trong một và sinh hoạt. Nhưng tôi hiểu một điều mà ở đây, một điều mà sứ đồ Phaolô đưa ra ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, khi ông nói với các trưởng lão tại thành phố Ê-phê-sô khi họ tiễn đưa ông. Thì ông nói nhiều điều với họ, nhưng mà ông nhắc nhở một điều về Hội Thánh Chúa. Thì ông nói là anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Chúa Trời đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăng Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Đây là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bởi chính huyết mình. Và sứ đồ Phaolô nói anh em phải hiểu cái điều đó, là cái trách nhiệm mà giao phó cho anh em không phải là chỉ giao cho trách nhiệm chăm bày lo Hội Thánh để mà tăng trưởng Hội Thánh. Anh em được giao cho trách nhiệm của những người mà Chúa mua bởi huyết Ngài. Cái người ngồi bên cạnh anh em, cái người mà anh em hầu việc, cái người anh em đang làm việc chung, là người Chúa đổ huyết ra để mua, Chúa trả giá bởi chính dòng huyết của Chúa. Cho nên khi anh em làm việc ở trong Hội Thánh, hầu việc Chúa trong Hội Thánh, đối xử với nhau trong Hội Thánh, thì hiểu rằng cái người đó, anh em đó, chị em đó là người Chúa đã đổ huyết ra để mua, và Chúa giao phó cái sự liên hệ đó trong tay của mình, trong sự liên hệ của mình đối với những người chung quanh. Thành thử khi mà mình bắt đầu hiểu biết rằng tôi thuộc về Hội Thánh của Chúa, là với những anh chị em mà Chúa đã đổ huyết ra mua họ, giống như là Chúa đã mua tôi, và Chúa sai phái tôi vào trong Hội Thánh này để gây dựng họ, cũng như Chúa đã dùng họ để gây dựng tôi, thì cái sự liên hệ của mình hoàn toàn khác hơn. Ở đây cái sự liên hệ mà khác hơn ở đây thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đó là Hội Thánh được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ. Cho nên cái sự nhấn mạnh đó là cái nhu cầu cấp bách, cái sự khẩn trương của một đời sống nên thánh ở trong cộng đồng dân Chúa. Chúng ta đọc trong thơ Corinto, chúng ta sẽ học tiếp. Nếu mà anh chị em là học trò giỏi thì có bài tập về nhà làm đó, thì về nhà là đọc trước sách này. Nếu mà để nguyên tuần đọc ra thì mỗi ngày cái chừng 5 phút là đọc là trong cả tuần đọc xong rồi. Thiệt ra 5 phút thì cũng đủ, tùy theo đọc nhanh đọc chậm, nhưng mà 5-10 phút. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu đó là cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho họ để thuộc về trong Hội Thánh Chúa là một sự cứu rỗi đem đến sự nên thánh, sự cứu rỗi sản xuất sự nên thánh. Họ đã được đem ra khỏi một đời sống sai trật, dâm loạn, ô uế, không đạo đức của thành phố Corinto để bước vào trong cái sự nên thánh ở trong Chúa của cộng đồng dân Chúa là cộng đồng thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái sự nên thánh là cái sự phân biệt họ ra khỏi thế gian, và sự nên thánh là sự phân biệt họ ra khỏi cái, là sự phân biệt Hội Thánh ra khỏi cái ảnh hưởng của cộng đồng chung quanh. Đoạn số 6 trong câu nhất chúng ta đọc từ câu số 9, đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn chỉ ra, có một cái sự phân biệt, có một cái điều mà Chúa đã làm, và bây giờ Hội Thánh khác hơn là những người sống trong đời sống trước kia, và bây giờ đời sống của họ được thay đổi. Câu số 9, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, những kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh là anh em hồi trước thì sống giống như trong thế gian, anh em sống là thế gian, anh em sống tội lỗi như là người trong thế gian. Rồi ông kể ra những cái chuyện tội lỗi mà họ biết rất là rõ ràng trong cộng đồng ở tại thành phố Corinto. Rồi ông nói rằng trước kia anh em cũng có một đôi người như thế, đó là cách ông nói nhẹ. Ông nói là trước kia anh em cũng như thế đó, trước kia là gần như tất cả anh em là như thế. Nhưng mà thay vì nói như vậy thì ông nhẹ hơn, ông nói một đôi người. Thì anh em biết là anh em là trong cái số một đôi người đó. Một đôi người đó không phải là người bên cạnh, một đôi người đó là chính là anh em đó. Thì anh em nói là anh em cũng như thế. Nhưng mà ông nói là nhưng mà nhân danh Đức Chúa Christ và nhờ Đức Thánh Linh chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ở trong văn phạm thì cái chữ nhân thì nó được đặt để với ba cái điều này. Là nhân danh Đức Chúa Christ và nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thì nhưng anh em được rửa sạch, nhưng anh em được nên thánh, nhưng anh em được xưng công bình rồi. Nghĩa là cái sự tương phản trong đời sống của người tín đồ. Rõ ràng là khi tin Chúa và sống trong cộng đồng dân Chúa thì sống trong sự nên thánh. Và cái sự nên thánh này chúng ta sẽ học tiếp là không phải là cái sự cố gắng của mình để sống nên thánh. Nhưng mà vì chúng ta đã được làm nên thánh, được gọi là thánh cho nên cái sự sống ở trong chúng ta nó sẽ hướng về cái sự nên thánh này và chúng ta sống động trong cái sự vâng phục Chúa để được thi hành điều đó. Nhưng mà ông nhắc lại cái vấn đề ở trong hội thánh thì hội thánh Côrintô thì nhiều vấn đề lắm. Chúng ta sẽ thấy những điều đó, nhưng mà cái điều nguy kịch hơn hết đó là họ không sống phân biệt khỏi thế gian. Họ đã được tin Chúa nhưng cái đời sống của họ không phân biệt cách rõ ràng ra khỏi thế gian. Ông nói điều đó trong đoạn số 5, ông nói là ông đã viết thơ trước đây cho họ cái thơ mà bị mất đó. Thì ông nói là tôi đã viết thơ để dặn anh em không có giao thông với những kẻ tội lỗi. Thì ông nói không phải là tôi nói về chấm dứt cái sự thông giao liên hệ với tất cả những người tội lỗi, tại vì như vậy thì anh em phải rời khỏi thế gian. Tôi nói là anh em chấm dứt cái sự giao thông liên hệ với những người trong tội lỗi ở trong hội thánh. Câu 11 ông nói là nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ hình tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc chắc bóp, cũng nên không nên ăn chung với những người thế ấy. Cho nên ngay trong thánh Côrintô thì có những người gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắc bóp. Và sứ đồ Phaolô nói là anh em phải phân biệt họ ra, anh em phải phân biệt ra khỏi họ, anh em không thể để cái ảnh hưởng của họ trong hội thánh được. Thành thử cái vấn đề của hội thánh Côrintô thời đó và cái vấn đề của hội thánh hiện tại của mỗi chúng ta ngay tại Anaheim, đó là chúng ta khó khăn phân biệt ra khỏi thế gian. Chúng ta giống như người Côrintô, đó là ở một chân thì trong hội thánh, một chân thì ở trong thành phố Côrintô, và muốn được thoải mái trong cả hai hoàn cảnh đó. Sứ đồ Phaolô nói là đó là điều bất khả thi. Thành thử cái vấn đề lớn của hội thánh đó là hội thánh khó khăn không thể phân biệt ra khỏi thế gian. Hay là nói một cách rõ hơn đó là vấn đề của hội thánh là người ở trong hội thánh quá giống người ở trong thế gian. Quá giống người ở trong thế gian. Và cái vấn đề này là vấn đề ra đi từ lúc sự sai phái của Chúa đối với dân Israel. Chúa chọn dân Israel cho mục đích đời đời của Chúa, cho mục đích đặc thù của Chúa. Và Chúa muốn phân biệt họ ra khỏi những nước chung quanh. Và cái vấn đề của họ là họ không phân biệt được, họ cứ muốn theo những thế giới chung quanh và sau đó họ làm sai trật cái chương trình của Chúa. Thành thử cái vấn đề là không phải là chúng ta được đặt để hội thánh Chúa tại Côrintô hay là được đặt để hội thánh Chúa tại Anaheim. Nhưng mà cái vấn đề là Anaheim ở trong chúng ta thay vì chúng ta ở trong Anaheim. Thế gian ở trong chúng ta thay vì chúng ta ở trong thế gian. Và đó cũng phải là cái điều tồi tệ hơn hết. Tồi tệ hơn hết là khi thế gian ở trong chúng ta mà chúng ta vẫn coi như là chuyện bình thường. Và đây là cái vấn đề của hội thánh Côrintô và hội thánh hiện tại của chúng ta nữa. Có một cái khuynh hướng mà chúng ta thấy trong các mục vụ của hội thánh chung quanh chúng ta, ngay cả cái khuynh hướng đó cũng dễ dàng xâm chiếm vào trong hội thánh chúng ta, đó là cái sự nhấn mạnh về cái sự gọi là tương giao với gọi là friendliness đối với cộng đồng chung quanh, nghĩa là làm sao để có
thiện cảm đối với những người trong cộng đồng. Thì cái điều đó thì cái chuyện dĩ nhiên phải có, và cái chuyện rất là dễ dàng mà chúng ta phải hiểu là chúng ta cần phải có thiện cảm, cần phải trở nên friendly, cần phải nối kết, cần phải làm cho những người xung quanh dễ dàng đến vào trong hội thánh. Nhưng mà có một điểm rất là nguy hại mà chúng ta phải suy nghĩ tới, rồi khi chúng ta nghĩ rằng khi mình có gây được nhiều thiện cảm với những người xung quanh trong thế gian thì họ sẽ thích mình hơn. Và vì họ thích mình hơn cho nên họ sẽ thích cái sứ điệp của mình hơn. Và vì thế họ sẽ bằng lòng lắng nghe cái sứ điệp mà mình tuyên rao. Và vì thế đi theo cái chiều hướng đó, chúng ta thấy rất nhiều cái sự thay đổi mà chúng ta thấy xung quanh, trong cái sự thay đổi về sự thờ phượng, hát những bài sao cho những người xung quanh cũng dễ chịu, giảng sao cho ngắn lại để cho họ khỏi phải nản lòng, giảng 20 phút thôi mà kể nhiều chuyện vui. Đem nhiều hình ảnh, đem nhiều nhạc kịch vào trong hội thánh. Thì như tôi nói, nó có những cái chỗ đặc thù mà Chúa sử dụng, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta làm những điều đó để hỏi rằng họ thích mình chưa, họ thoải mái với mình chưa, họ nghe mình chưa. Và tôi nghĩ là nếu mình cứ tiếp tục đi con đường đó thì mình sẽ trở thành cái Disneyland để mà hỏi rằng mọi người thích chưa. It's a small world after all. Mọi người đến đây đều hát được cái bài vui thỏa và không ai cảm thấy khó khăn hết. Nhưng mà giả sử như là mình đi con đường đó và tiếp tục đi con đường đó, và nhiều người đến và họ thích mình, và họ nói là tôi thấy cái nhà thờ Anaheim đó tốt lắm, vui lắm, đến nó thấy là nhộn nhịp. Ông mục sư ông giảng có 20 phút mà ông nói những chuyện rất là vui, nghe được rất là hiểu rõ. Và tôi thích những món ăn mà họ ăn trưa với nhau, khi nào quẩn tôi sẽ trở lại. Thì mình thành đạt được điều gì? Mình thành đạt được là mình đã liệt kê hội thánh Anaheim vào trong cái chỗ để người ta muốn thăm viếng khi họ có thời giờ rảnh rỗi. Trong chẳng hạn như thay vì họ đi mall hay là đi Disneyland thì hay là họ đi Costco thì họ đi hội thánh Anaheim chẳng hạn. Thì cuối cùng thì mình không có thành đạt được điều gì cho Chúa, nhưng là làm trái lại. Điều mà mình muốn nói là như thế này: khi cộng đồng dân Chúa họp lại thì phải có một cái sự khác biệt, có một cái sự khác biệt sâu xa ở trong cái lý do mình họp lại, vì mình là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong có một cái sự khác biệt sâu xa về cách mình họp lại và mục đích mình họp lại, vì mình là hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi hội thánh Chúa họp lại thì phải có một cái sự đời đời của Chúa hiện diện, có một cái sự vinh hiển của cái sự hiện diện của Chúa, cách vinh hiển ở trong cộng đồng của dân Chúa. Trong sự thờ phượng Chúa được nâng cao, trong sự thờ phượng sự vinh hiển của Chúa được tôn thánh, sự thánh khiết của Chúa được nêu lên, và con dân Chúa ca ngợi Chúa về tình yêu đời đời của Chúa và ân điển kỳ lạ của Chúa, và con dân Chúa quỳ xuống trước mặt Chúa suy tôn sự thánh khiết của Chúa, vui mừng trong sự tha thứ mà Chúa dành cho mỗi người ở trong huyết báo của chiên con, và họ lắng nghe lời của Chúa, con dân Chúa lắng nghe lời của Chúa như lời từ nơi lòng của Cha viết trong lời Kinh Thánh mặc khải về Cha cho chúng ta biết, và con dân Chúa kêu cầu cùng Chúa để được sự tha thứ, sự tẩy sạch, sự làm cho được nên thánh, và họ rời buổi nhóm với những cái quyết định rõ ràng trong đời sống là sẽ giống như Chúa Giêsu hơn, sẽ làm công việc của Chúa cách năng nổ để đáp ứng với Chúa, vì lòng biết ơn của Chúa, vì sự tôn kính của danh vinh hiển của Chúa. Và những người không biết Chúa ở trong cộng đồng có ghé qua thăm thì họ sẽ ngạc nhiên, họ nói là có một cái điều gì đó ở trong cái hội thánh này mà tôi không hiểu được, và họ bắt đầu cảm thấy khó chịu ở cái chỗ là bất an, là họ bắt đầu nhận biết rằng Chúa ở rất là xa, Chúa ở rất là cao, và Chúa rất là thánh khiết, và họ ở rất xa Chúa. Và tự nhiên họ bắt đầu hiểu biết rằng có một cái sự phân rẽ giữa đời sống của họ với chính Đức Chúa Trời, và cái sự phân rẽ đó họ không thể nào tự mình có thể giải quyết được, và bắt đầu cảm thấy bất an. Có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy bất an khi hiểu biết rằng cái chuyện đời đời nó lâu dài lắm, và thiên đàng địa ngục nó không phải là cái chuyện tưởng tượng của những người trong cộng đồng Tin Lành mà thôi.
Nhưng mà họ nói có một cái sự khuấy động đẹp đẽ ở trong chỗ này, có một cái quyền năng về ân sủng ở tại chỗ này, có một cái lễ đạo khó hiểu về tình yêu ban cho không đòi hỏi, có một sự tha thứ dồi dào của ở trong đức tin. Nhưng mà họ nói chỗ này chỗ lạ, chỗ này không phải là chỗ của tôi, cái này không, nó không giống như đời sống của tôi. Nhưng mà tôi được thu hút tới vì cái sự khác biệt này, và tôi muốn để biết thêm những cái sự khác biệt đó. Và đó là điều mà chúng ta muốn thực hiện trong hội thánh. Chúng ta muốn là họ tới đây cảm thấy vui vẻ giống như mình, mà rồi mình nói là tôi rất muốn anh thoải mái ở đây, cho nên tôi rất muốn trở thành giống anh. Và bắt tay mình, ông nói thì anh giống tôi thiệt, anh là bạn của tôi, anh thuộc về cộng đồng của tôi. Sứ đồ Phaolô nói không, chúng ta là cộng đồng của Chúa, chúng ta là hội thánh Chúa, và cái sự và hội thánh đó phải khác biệt. Và cái sự khác biệt đó nó ra từ sự nên thánh. Sự khác biệt đó là cái sự biệt riêng ra bởi cho mục đích Chúa, sự biệt riêng ra cho chương trình của Chúa, sự mục đích ra cho sự liên hệ của Chúa. Và làm thế nào để hội thánh Chúa khác biệt? Hội thánh Chúa khác biệt khi con dân Chúa hiểu rằng mình đã được làm khác biệt, hiểu rằng mình phải sống trong sự khác biệt, vì sự khác biệt này là sự khác biệt ra từ nơi Chúa, đến từ công việc của Chúa. Thành thử Sứ đồ Phaolô viết cái cách mà chúng ta phải chú ý tới. Ông nói gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ. Ông nói tôi biết cho anh em, vì anh em đã là những người đã được biệt riêng ra, anh em đã được làm cho nên thánh, anh em được sống trong cái sự lòng của Chúa, và được gọi làm thánh đồ. Thực ra trong nguyên bản cái chữ không phải là được gọi làm thánh đồ, it's not called to be saint, but called saint, tức là được gọi là thánh đồ, chứ không phải là được gọi làm thánh đồ. Nghĩa là anh em là thánh đồ rồi, anh em được tuyên xưng trước mặt Chúa là thánh đồ, là thánh đồ của Chúa. Đây là điều Chúa đã làm cho anh em, thì trong cái chỗ là Chúa đã làm cho anh em được nên thánh trong Đức Giêsu Christ, phân biệt anh em ra trong Đức Giêsu Christ, anh em được gọi là thánh đồ trước mặt Chúa. Thì anh em phải làm gì? Thì anh em sống trong sự thánh khiết đó, và anh em sống bày tỏ cái sự khác biệt đó. Ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta được sự nên thánh. Ở trong Cô-rinh-ước đoạn 1 câu số 30, ông viết rằng ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Đức Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Thế là ở trong Chúa chúng ta được ban cho sự công bình, chúng ta được ban cho sự cứu chuộc, chúng ta được ban cho sự khôn ngoan, và chúng ta được làm cho nên thánh. Vì Chúa đã làm cho chúng ta khác biệt, Chúa đã làm cho chúng ta nên thánh. Cho nên ở trong đó chúng ta sống nên thánh. Cái sự sống nên thánh này nó không ra từ cái sự cố gắng của chúng ta. Nó sẽ kết quả trong cái sự cố gắng của chúng ta, nhưng nó không phải là trên cái căn bản là chúng ta nên thánh vì chúng ta cố gắng làm cho nên thánh. Nhưng mà chúng ta nên thánh vì chúng ta đã tin nơi Chúa Giêsu và được làm nên thánh, cho nên đời sống của chúng ta trong đức tin sẽ là đời sống nên thánh. Cho nên chúng ta phải phân biệt một điều ở đây là nên thánh không phải là cái chuyện chúng ta tin Chúa rồi sau đó cố gắng để sống cho nên thánh. Đây là điều được dạy dỗ thường xuyên, và cái cách được dạy dỗ trong hội thánh đó là mình được cứu rồi, bây giờ mình sống cho Chúa, và nếu mà mình không sống xứng đáng cho Chúa, không sống nên thánh thì Chúa phạt, Chúa lấy cái sự cứu rỗi mình đi. Và đó là cái điều rất là tai hại. Đó là nó làm cho cái sự sống đời sống theo Chúa, đời sống nên thánh nó tùy thuộc nơi chính mình. Ở trong hội thánh ở tại Corinto, họ là những người được gọi là được nên thánh, họ là những người thánh đồ của Chúa. Nhưng cái đời sống của họ còn rất nhiều bươn bả, rất nhiều khó khăn. Nhưng mà họ đang được ở trong cái tiến trình để sống bày tỏ cái sự nên thánh đã được thiết lập trong đời sống của họ. Làm sao để một người được nên thánh? Nên thánh không phải là vì công việc chúng ta làm hay không. Không ai trở nên thánh vì cái công việc của mình làm. Chúng ta trở nên thánh bởi vì chúng ta tin nơi Chúa Giêsu. Hebrew đoạn 10 câu 10 nói cho chúng ta nói rằng ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Chúng ta được nên thánh vì đức tin của chúng ta nơi công việc của mà Chúa Jesus đã làm, sự dâng thân thể của Ngài để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Câu số 14, vì nhờ chỉ dâng một của tế lễ Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Cái sự nên thánh của chúng ta được trọn vẹn không phải là vì chúng ta làm cho nó trọn vẹn,
Nhưng vì chúng ta nương dựa trên công việc trọn vẹn mà Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm trong khi dân chính Ngài làm của tế lễ. Và cái câu rõ ràng mà chúng ta thấy được điều đó là trong công vụ đoạn 26, câu 17, 18. Khi Chúa sai phái sứ đồ Phaolô giảng đạo cho dân ngoại, thì Chúa nói là dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến. Chúa phán với sứ đồ Phaolô đang mở mắt họ hầu cho từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được nên thánh cùng phần gia tài với các thánh đồ. Họ sẽ được mở mắt và họ sẽ đi từ chỗ bóng tối tăm qua sáng láng, họ sẽ ra khỏi quyền lực của quỷ Satan và họ sẽ ở trong quyền lực của Đức Chúa Trời. Và cái tiến trình là sao? Họ bởi đức tin nơi ta mà được nên thánh. Tức là chúng ta được nên thánh bởi đức tin nơi Đức Jesus Christ. Nhưng mà ở trong cái chỗ đó là vì chúng ta đã được nên thánh trong Đức Jesus Christ, vì chúng ta được làm nên thánh, vì chúng ta được ban cho sự nên thánh. Cho nên cái chuyện dĩ nhiên ở trong đời sống là chúng ta sẽ sống nên thánh. Và sứ đồ Phaolô hỏi các tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô là anh em đã được gọi nên thánh, được làm cho nên thánh, được ban cho sự nên thánh. Thì tại sao trong đời sống anh em còn có nhiều chỗ không nên thánh? Thì anh em phải trở lại trong cái chỗ bản chất của mình đã được ban cho mới, và anh em sống trong cái đời sống mới mà ở trong Chúa. Đây không phải là sự cố gắng của anh em, nhưng là cái kết quả của đời sống của Chúa sẽ thực hiện trong anh em, và anh em đi trong cái sự ban cho của Chúa. Thành thử cái điều là được gọi vào sự nên thánh thì được gọi vào sự hiểu biết rằng mình là những người đã được làm nên thánh. Mình là những người được ban cho sự nên thánh, và cái đó nó nằm trong bản chất của mình. Và bây giờ mình có thể sống trong sự nên thánh. Mình hồi trước thì không thể sống trong sự nên thánh vì mình ở dưới tôi mọi của tội lỗi, mình không thắng hơn tội lỗi được. Bây giờ mình đã chết vì tội lỗi và được sống trong Đức Chúa Jesus Christ, mình có khả năng để đi theo Chúa trong sự nên thánh vì cái khả năng đó được ban cho mình. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là anh em được ban cho sự nên thánh, anh em đã được gọi làm thánh đồ, anh em là những người đã được làm nên thánh trong Đức Jesus Christ, thì bây giờ làm sao? Thì anh em phải sống cái sự nên thánh đó, bày tỏ cái điều đó ra. Anh em để cho cái công việc của Chúa đã làm cho anh em sống động trong anh em, vì anh em để cho Chúa chủ động trong đời sống của anh em. Thật thứ nói một cách khác đó là những người tin Chúa thật sẽ là những người nên thánh, vì đây là công việc Chúa làm trong đời sống của họ. Và cái sự kêu gọi cho đời sống của chúng ta là đáp ứng với chuyện Chúa gọi trong đời sống, và đáp ứng bằng cách khi Chúa xoay chuyển thay đổi trong đời sống của mình qua lời mặc khải của Chúa, qua công việc của Đức Thánh Linh, thì chúng ta để cho sự tể trị của Chúa làm thành hình những điều mà Chúa đang thực hiện và muốn thực hiện trong đời sống của chúng ta. Tiếng Anh nói là live out who you are, sống theo cái bản chất mà mình đã được ban cho. Thì cái trong bản chất đó, sứ đồ Phaolô nói là anh em không giống trong không người thế gian, anh em đã được biệt riêng ra khỏi thế gian, anh em khác với thế gian, cho nên sống khác với thế gian, sống phân biệt ra khỏi thế gian. Và hội thánh Chúa khác với thế gian, phân biệt với thế gian là hội thánh sống động trong quyền năng của Chúa. Và cái sự khác biệt đó sẽ là sự thu hút, xoáy chuyển, đem thế gian đến lại gần Chúa Giêsu. Và khi chúng ta càng giống thế gian bao nhiêu, thì chúng ta làm cho họ xa Đức Chúa Giêsu Christ bấy nhiêu. Và điểm thứ hai đó là anh em không phải là tự làm cho trở nên thánh, nhưng anh em đã được làm nên thánh, anh em được ban cho làm thánh đồ. Thì bây giờ anh em sống trong đức tin của những người được làm nên thánh đó, và càng ngày càng giống Chúa Giêsu càng hơn. Thì sứ đồ Phaolô nói để mà làm điều đó thì anh em phải hiểu điều thứ ba, đó là anh em được gọi vào trong sự đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Anh em được gọi được thuộc về trong chủ quyền của Đấng Christ. Lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Jesus Christ, chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Đó là câu số 2. Gửi cho hội thánh, Phaolô gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Jesus Christ, được gọi làm thánh đồ. Lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh của Đức Jesus Christ, chúng ta là Chúa của những người ấy và Chúa của chúng ta. Nghĩa là rõ ràng là ông có một cái định ý khi ông viết cái cách này. Nếu chúng ta không chú ý tới cách ông viết mà chỉ đọc sơ qua thì chúng ta không thấy là ông đang muốn nói điều gì. Nhưng ông đang nói là có một cái sự chủ động của Chúa là Chúa của hội thánh, Chúa của những người thuộc vào trong hội thánh, và những người ở trong hội thánh ở khắp mọi nơi đều sống ở dưới cái chủ quyền của Chúa. Cho nên ông đang kêu gọi những người thuộc về Chúa, đặc biệt tại hội thánh tại Cô-rinh-tô,
sống trong sự đạo phục chủ quyền của Đấng Christ. Cho nên chúng ta chú ý tới cái vấn đề ở đây là cầu khẩn danh của Đức Chúa Christ chúng ta và cái câu là Chúa của những người ấy và Chúa của chúng ta. Những người mà được gọi danh của Chúa Jesus Christ là những người nói nôm na rất là rõ ràng, đó là những người được cứu, những người thuộc về Chúa, những người được cứu là những người cầu khẩn danh của Đức Chúa Christ. Đây là cái chìa khóa của sự cứu rỗi ở trong công vụ đoạn 2 câu 21. Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì được cứu. Roma đoạn 10 câu số 13 nhắc lại điều đó. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Nhưng mà rõ ràng là cái sự kêu cầu danh Chúa không phải là chỉ kêu danh của Chúa bằng cái giọng nói đừng kêu la của mình. Có nhiều người hồi mình đi tị nạn ở ngoài biển sợ quá cứ kêu trời, kêu Chúa hứa đủ thứ. Cái đó không phải là cái sự kêu cầu danh Chúa ở đây. Ở đây kêu cầu danh Chúa bởi đức tin, kêu cầu danh Chúa với cái sự hiểu biết Chúa là ai và mình là ai và có một cái sự liên hệ giữa mình với Chúa như thế nào trong Đức Giêsu Christ. Nghĩa là sự kêu cầu danh Chúa nó nói lên cái sự đầu phục Chúa, surrender, đầu phục tất cả cho Chúa, nói rằng mình đầu phục Chúa và mình tôn thờ Chúa, nói rằng về vấn đề tội lỗi mình không thể giải quyết vấn đề tội lỗi trên cái căn bản của cá nhân mình, cái sự án phạt tội lỗi và quyền năng của tội lỗi trên chúng ta, cho nên chúng ta đến với Chúa, đến với thập tự giá Chúa trong sự ăn năn, trong đức tin để nhận lấy cái sự ban cho công chính của Chúa tại thập tự giá qua sự chết và sự chiến thắng của Chúa Giêsu tại sự sống lại của Chúa. Đó là chúng ta kêu danh của Chúa là như vậy. Đồng thời khi chúng ta gọi danh của Chúa thì chúng ta nói với Chúa rằng chúng ta không thể sống cuộc đời này tự riêng mình. Cho nên chúng ta giao phó cái sự chủ động của đời sống mình cho Chúa. Tất cả những gì trong chúng ta được giao phó cho Chúa để Chúa làm Chúa, Chúa làm chủ, Chúa là đấng điều động, chủ động trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta là những người gọi danh Chúa, kêu cầu danh Chúa thì chúng ta nói với Chúa rằng con sẽ lắng nghe, con sẽ đầu phục. Con sẽ sống cho mục đích của Chúa, con sẽ không sống cho mình nữa, cho chính con nữa. Con sẽ sống để thực hiện công việc của Chúa, làm theo chương trình của Chúa, sống để làm theo ý muốn của Chúa. Và đó là cái ý nghĩa của sự kêu cầu danh Chúa. Cho nên kêu cầu danh Chúa là kêu cầu danh Chúa bởi đức tin trong sự đầu phục. It is to believe in God by faith, but by obedient faith. Cái đức tin mà cứu được chúng ta, cái đức tin mà làm cho chúng ta trở nên thánh là đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là Chúa, là chủ của đời sống của mình. Khi sứ đồ Phi-rơ giảng bài giảng trong lễ ngũ tuần ngày thành lập hội thánh thì ông giảng về Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là chủ của đời sống, vừa là cứu Chúa vừa là Chúa là chủ trong đời sống, và cái sự đáp ứng của con dân Chúa đối với Chúa là sự ăn năn và sự đầu phục. Ông nói là vậy ở trong đoạn 2 câu 36. Ông nói vậy: cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng lên trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Both Lord and Christ. Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này làm Chúa và Đấng Christ. Nghĩa là ông muốn nhấn mạnh đó là khi mà họ tin với Chúa và đáp ứng với Chúa thì họ phải đáp ứng với Chúa là Chúa là chủ trong đời sống của họ và là đấng cai trị trong đời sống của họ. Chúng nghe bấy nhiêu lời thì trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phao-lô trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp têm được tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Nghĩa là phải đáp ứng với Chúa trong sự đầu phục Chúa là chủ và sống trong sự vâng phục Chúa, bày tỏ cái điều đó trong lễ thánh lễ báp têm về cái sự dấn thân của mình đối với Chúa và sự xác quyết của mình ở trong Chúa. Ở trong Roma đoạn số 10 câu 8 trở đi thì sứ đồ Phao-lô giải thích cái vấn đề này rất là rõ ràng. Ông hỏi cái vấn đề gọi danh của Chúa là sao, nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi được cứu. Vì tin ở trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Cái câu là nếu miệng ngươi xưng Đức Giêsu ra thì cái dịch nó hơi thoát. If you confess with your mouth Jesus is Lord, nếu mà ngươi xưng ra là Chúa Giêsu là Chúa là chủ thì ngươi là thì ngươi được cứu, được xưng công bình, được sự cứu rỗi.
Và khi chúng ta xưng nhận Chúa là Chúa là chủ, Chúa là Chúa, thì đây là điều mà tất cả mọi con người, tất cả mọi vật thọ tạo từ trước đến giờ sẽ có một ngày cúi xuống trước mặt Chúa Giêsu và tuyên rao điều đó. Trong Philip đoạn 2 câu số 9, sứ đồ Phaolô nói rõ ràng đó là khi mà Chúa đã hy sinh, đã chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí đến chết trên cây thập tự, thì sứ đồ Phaolô viết rằng cũng vì đó mà Ngài, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Giêsu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu là Chúa, sẽ có một ngày mà người tin Chúa hay là không tin Chúa đều sẽ tôn vinh Chúa là Chúa, sẽ quỳ xuống trước mặt Chúa trong sự đầu phục. Có những người đầu phục trong sự lo sợ, trong sự khiếp kinh. Có những người tin nhận Chúa thì đầu phục với tất cả tâm lòng vui mừng. Nhưng cái sự đầu phục này là không phải chỉ là chờ ngày Chúa Giêsu tái lâm trong vinh hiển thì mới đầu phục Chúa như vậy. Những người thuộc về Chúa thì cái sự đầu phục này là sự sống hàng ngày trước mặt Chúa, vì Chúa là chủ trong đời sống của mình. Sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta điều đó mà chúng ta đã học trong Roma đoạn số 14 câu số 8. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa, vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa cho kẻ chết và kẻ sống. Cái mục đích của sự cứu rỗi của Chúa, sự chết và sự sống lại của Chúa để làm gì? Không phải là để cứu chúng ta rồi chúng ta lên thiên đàng sống vinh hiển trong Chúa. Nó có cái phần đó, nhưng mà cái mục đích mà Kinh Thánh nói là để Chúa làm Chúa kẻ sống và kẻ chết. Chúa cứu chúng ta để không phải để chúng ta được cứu, được hưởng phước hạnh mà thôi. Nó có cái kết quả đó, nhưng Chúa cứu chúng ta để làm Chúa chúng ta. Thành thử những người mà được cứu mà nói Chúa không phải Chúa, hay là người được cứu mà sống không có trong cái sự vâng phục của Chúa, thì rõ ràng là không được cứu, bởi vì Chúa nói Chúa cứu để làm Chúa kẻ sống và kẻ chết và kẻ sống. Cho nên cái sứ điệp của Kinh Thánh tuyên rao rất rõ ràng, đó là Chúa là đấng làm chủ đời sống của những người thuộc về Chúa. Chúng ta được sự kêu gọi vào trong đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Và khi Chúa là Chúa, Chúa là chủ, thì chúng ta hiểu rõ ràng là Chúa là đấng chủ động trong đời sống. Chúng ta sống cho Chúa, chúng ta sống vì Chúa. Và trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta thuộc về Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa. Thì khi nói về Chúa là chủ, thì sứ đồ Phaolô nói một cái điểm nữa, đó là chúng ta không thuộc về mình. Chúa có cái quyền sở hữu, Chúa là sở hữu chủ của những người thuộc về Chúa. Ở trong Corinto nhất đoạn số 6 câu số 19-20, điều mà sứ đồ Phaolô viết thì chúng ta cũng thường nghe, nhưng mà nghe ở trong cái chỗ là những người xưng Chúa là Chúa, xưng Chúa là chủ, thì anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận nơi Đức Chúa Trời, anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Anh em chẳng thuộc về chính mình, anh em phải biết điều đó, vì anh em bây giờ đã được chuộc bằng giá cao rồi, cho nên anh em thuộc về Chúa và sống cho Chúa. Để mà có thể sống động trong ý của Chúa, được gọi bởi ý Chúa và sống trong sự nên thánh, nó bắt đầu ở cái chỗ hiểu biết rằng chúng ta sống đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Rồi đầu phục chủ quyền của Chúa thì rất là đơn giản, là khi chúng ta biết lời của Chúa phán dạy thì chúng ta nghe và làm theo. Tại vì Chúa hỏi một cái câu, tôi dùng cái chữ là làm cho chúng ta cứng họng, là câu các cớ mà mình nghe thì mình hiểu biết là nó đụng chạm tới mình như thế nào. Chúa hỏi là sao các ngươi gọi ta Chúa mà không làm theo lời ta phán. Chúa nói có một cái sự mâu thuẫn kỳ lạ trong đời sống của những người gọi là Chúa là Chúa. Chúa nói hễ mà gọi là Chúa thì cái chuyện đương nhiên là phải làm theo lời Chúa. Có ai mà gọi Chúa mà không làm theo? Thì Chúa hỏi sao các ngươi có cái chuyện gì kỳ lạ, có cái chuyện gì bất bình thường, có chuyện mâu thuẫn sâu xa. Đó là sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm là theo lời ta phán. Từ khi đây sứ đồ Phaolô nói là chúng ta là những người cầu khẩn danh Chúa Giêsu là Chúa chúng ta và là Chúa của những người ấy và của hội thánh, Chúa của những người ấy
và của chúng ta nữa, thì sứ đồ Phaolô lại muốn dẫn một chúng ta vào trong một cái khía cạnh mới. Đó là ông dùng cái chữ là Chúa của những người ấy và Chúa là của chúng ta. Ông đang nói về về hội thánh Chúa. Gửi cho những người ở tại thành phố Corinto là những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ và được gọi làm thánh đồ, và lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Giêsu Christ chúng ta. Những người mà cầu khẩn danh của Đức Chúa thì chúng ta đã học biết là đó là những người tin Chúa. Thì ông nói là đây là cái sự ban cho mà Chúa ban cho tại những người đã được làm nên thánh tại thánh Corinto, những người được gọi là thánh đồ tại thánh Corinto, nhưng không phải chỉ họ mà thôi. Tất cả những người nào kêu cầu danh Chúa, tất cả những người nào được được Chúa cứu đều ở dưới một cái sự đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Vì đây là những người sống ở dưới quyền của Chúa, của những người ấy và của Chúa của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói một điểm nữa mà chúng ta cần hiểu biết, đó là cái sự sống ở dưới chủ quyền của Chúa là sự sống động trong hội thánh Chúa. Đây là cái chỗ mà nó bày tỏ ra cái sự nên thánh ở trong đời sống của chúng ta, và đời sống của chúng ta thuộc dưới chủ quyền của Chúa hay không, nó được bày tỏ ra trong hội thánh Chúa. Dĩ nhiên nó được bày tỏ trong đời sống cá nhân, nhưng mà ở đây cái đời sống cá nhân đó nó nằm trong sự liên hệ ở trong hội thánh và trong sự sai phái của Chúa trong công việc Chúa giao cho hội thánh. Cho nên ông nhấn mạnh điều đó. Đó là không phải chỉ là cho các anh em tại hội thánh Corinto không mà thôi, nhưng cho mọi người bất luận nơi nào là những người cầu khẩn danh Chúa Giêsu Christ chúng ta. Rồi ông nhấn mạnh lại là Chúa của những người ấy và Chúa của chúng ta. Tức là ông nói có một cái chỗ đứng ở trong hội thánh Chúa mà cái sự sống động ở trong Chúa, ở dưới quyền tể trị của Chúa được bày tỏ. Nghĩa là không ai sống dưới chủ quyền của Chúa mà không sống ở trong hội thánh. Tại vì Chúa là chủ của hội thánh, Chúa là đầu của hội thánh, Chúa là đầu của thân thể. Mà mình nói mình thuộc về Chúa, ở dưới quyền chủ quyền của Chúa mà mình không ở trong hội thánh, mình không sống sinh hoạt trong hội thánh, mình không sống động trong cái sự liên hệ mà Chúa ban cho, chính là thân Chúa, chính là gia đình Chúa, thì mình sao thuộc về Chúa được, sao ở dưới quyền của Chúa được. Cho nên ông nhấn mạnh rằng là cho mọi người bất luận nơi nào, từ trước đến bây giờ, cho tất cả những người gọi là ở trong hội thánh Chúa, những người cầu khẩn Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi người đều sống động ở trong cái nguyên tắc đó là Chúa của những người ấy và Chúa của chúng ta. Thì ông nhấn mạnh là Chúa của những người ấy, những người trong lịch sử từ trước tới bây giờ là những người tin Chúa, và đồng thời của chúng ta, ông đang nhấn mạnh là của những người ở tại hội thánh Corinto. Và ở trong hội thánh Corinto, cái vấn đề như chúng ta đã nói là họ coi thường hội thánh Chúa, coi thường cái sự liên hệ với các anh chị em trong hội thánh Chúa. Họ sống động cách độc lập khỏi sứ đồ Phaolô, khỏi những người dạy dỗ, khỏi Chúa và khỏi hội thánh Chúa. Cho nên ông nhấn mạnh điều này. Đó là vấn đề của hội thánh Corinto, là vấn đề không quân phục. Đồng thời cái sự không quân phục đó nó bày tỏ ra trong cái sự độc lập khỏi hội thánh, độc lập ra khỏi những người mà Chúa gọi vào trong cái sự đầu phục chủ quyền của Đấng Christ. Cho nên ở đây chúng ta, khi mà chúng ta thiết lập lại cái chỗ đứng của mình ở trong đức tin, thì chúng ta phải hiểu đó là chúng ta được kêu gọi bởi ý Chúa, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi vào trong chức vụ, được gọi vào trong sự liên hệ với Chúa, được thay đổi ở trong Chúa, được giao phó những trách nhiệm mà Chúa dành cho và Chúa gửi cho chúng ta, là những người nhận biết rằng mình đã được gọi vào trong sự nên thánh, đã được làm nên thánh, đã được gọi là thánh đồ. Cho nên bây giờ được sống động trong cái bản chất mới và trong ân điển của Chúa ban cho trong đời sống. Và phải được hiểu rằng chúng ta là những người được gọi vào trong sự đầu phục chủ quyền của Chúa. Đầu phục chủ quyền của Chúa là sống trong sự vâng phục Chúa và sống trong cái sự đặt để quyền tể trị của Chúa trong đời sống của mình. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện cá nhân mà mình nói con thuộc về Chúa riêng con đi với Chúa riêng mình. Ông nói là những người mà thuộc về Chúa, sống dưới sự tể trị của Chúa, sống trong sự kêu gọi của Chúa, sống trong sự nên thánh từ nơi Chúa, là những người sống trong cộng đồng với tất cả những người được cứu, bởi vì tất cả những người đó đều sống dưới chủ quyền của Chúa, là Chúa của họ và Chúa của mỗi chúng ta. Thành thử ở đây đưa ra cho chúng ta những cái sự liên hệ mà chúng ta cần phải chú ý tới. Tại vì
những người trong trong cộng đồng của Hội Thánh tại Côrintô thì họ sống rất là độc lập. Họ có thể đến trong sự thờ phượng Chúa, đến thờ phượng Chúa trong sự dự tiệc thánh thì lại giành ăn của nhau, gây lộn với nhau, làm ô uế bàn tiệc của Chúa, mà họ coi chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì cái chuyện liên hệ trong Hội Thánh nó không phải là cái chuyện chính yếu, cái chuyện bày tỏ đời sống nên thánh của họ. Họ có thể đi nhóm sáng chủ nhật chung với nhau, rồi sáng thứ hai kiện nhau ra tòa. Họ thấy chuyện đó rất là bình thường. Sư Đạo Phu nói sao bình thường được, anh em sống làm sao mà sống với Chúa, trong sự nên thánh với Chúa, sống bởi ý Chúa, mà cái sự đầu phục chủ quyền của Chúa mà nó không bày tỏ ra trong đời sống của anh em với nhau thì gọi là sao mà thuộc về Chúa được. Và chúng ta phải chú ý điều đó, vì nhiều khi chúng ta cũng đi cái vết xe đổ đó. Một bên thì nói là mình theo Chúa, một bên thì mình thờ phượng Chúa, một bên mình hầu việc Chúa. Nhưng những cái chỗ gãy đổ trong Hội Thánh, sự liên hệ mà đáng lẽ phải bày tỏ ra cái sự đầu phục Chúa thì nó lại không có rõ ràng. Sư Đồ Phong nói là tôi sẽ nói những điều này với các anh chị em. Chúng ta sẽ đi qua cái bức thư này để đối diện với những cái nhu cầu đó. Nhưng mà trước hết thì anh em phải hiểu rằng anh em sống trong tiếng gọi của Chúa. Anh em sống vì được Chúa gọi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được Chúa sai phái đặt để trong chức vụ mà Chúa giao phó. Cho nên cách mình sống như thế nào ở trong Chúa, cách mình sống trong chức vụ, nó phải phản ánh được cái sự kêu gọi này. Anh em là những người đã được nên thánh trong Đức Giêsu Christ. Anh em là những người được gọi làm thánh đồ. Cho nên anh em được phân biệt ra khỏi thế gian. Cho nên đời sống của anh em phải khác biệt với thế gian. Và sự khác biệt với thế gian đó chính là quyền năng của Chúa để thu hút thế gian. Mà anh em càng giống thế gian bao nhiêu thì càng đẩy họ xa Chúa bao nhiêu. Thành thử anh em phải biết rằng mình đã được biệt riêng ra và mình được sống động trong cái sự nên thánh, mình được gọi là thánh đồ. Làm sao để sống đời sống nên thánh, làm sao để sống đời sống làm thánh đồ? Đây không phải là cái sự cố gắng của cá nhân, đây không phải là cái chuyện công đức mà mình phải thực hiện để nói rằng tôi càng ngày càng nên thánh. Nhưng làm sao? Là sống dưới quyền thể trị của Chúa, đầu phục Chúa, là Chúa là chủ của mình. Và khi sống trong sự đầu phục Chúa thì rất là đơn giản, khi chúng ta gọi Chúa là Chúa thì Chúa hỏi rằng có làm theo lời ta dặn, ta phán hay không. Nếu còn có sự mâu thuẫn đó trong đời sống thì phải giải quyết, vì nó là cái chuyện bất khả thi, không thể tiếp tục được. Nếu gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta dạy thì làm sao mà có sự liên hệ được. Và cái sự liên hệ đó được chia sẻ, được sống động trong sự liên hệ với tất cả mọi người cầu khẩn danh Đức Jesus Christ là Chúa của những người ấy và Chúa của chúng ta, được xoáy động trong Hội Thánh Chúa, trong sự liên hệ và công việc Chúa giao phó cho Hội Thánh và trong Hội Thánh. Thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Trong sự chia sẻ với nhau và cầu nguyện để đáp ứng thì tôi xin chúng ta chú ý tới hai chữ: nên thánh và đầu phục chủ quyền. Chúng ta được gọi vào sự nên thánh thì hỏi nhau tiến trình nên thánh của chúng ta trong Chúa có bày tỏ cách càng ngày càng thêm hay không. Thứ hai, đầu phục chủ quyền, trả lời cái câu hỏi của Chúa Giêsu: nếu ngươi gọi ta là Chúa thì tại sao không làm theo lời ta? Và cầu nguyện để cái sự xoáy động này nó được trở thành rõ ràng trước mặt Chúa trong mỗi chúng ta, để chúng ta nghe được lời Sư Đồ Phaolô chào thăm cũng như nối kết với Hội Thánh Chúa là nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Christ chúng ta. Câu rất là quen thuộc nhưng mà nó xoáy động nguyên cả cái sự liên hệ của chúng ta trong Chúa. Chúng ta là những người được sống trong ân điển, chúng ta là những người được ban cho sự bình an ở trong Chúa. Chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời, chính là Cha chúng ta. Chúng ta đầu phục Chúa Giêsu Christ, chúng ta là chủ chúng ta. Và chúng ta trong cái sự liên hệ đó, chúng ta sống cho Chúa, vì Chúa và thực hiện công việc mà Chúa giao phó. Cho nên ngồi lại chung với nhau, hai ba người và cầu nguyện cho nhau để được bước vào trong sự nên thánh như là Chúa đã ban cho, và sống trả lời sự đầu phục Chúa trong đời sống hàng ngày và đời sống ở trong Hội Thánh.